số ca COVID-19 tăng mạnh, thành phố Hồ Chí Minh lên phương án cách ly F0 tại nhà. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi Bộ Y tế có hướng dẫn việc cách ly F0 tại nhà, thành phố sẽ triển khai thực hiện. Lãnh đạo Sở cũng lý giải việc một số F0 chậm được đưa đi cách ly, điều trị. Chiều ngày 13 tháng 7, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp báo diễn ra vào ngày thứ năm thành phố áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng thông tin về phương án cách ly F0 tại nhà trên địa bàn. Theo đại diện Sở Y tế, đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Bà con hiện nay quan tâm đến việc cách ly F0 tại nhà. Thực tế ngành y thành phố đã có những cân nhắc, chuẩn bị cho phương án đó. Trong thời gian tới, khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về phương án này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, hiện tại thành phố đã áp dụng cách ly các trường hợp tiếp xúc F1 tại nhà. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, việc cách ly F1 tại nhà cần tuân thủ các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đối với phản ánh một số F0 trên địa bàn chậm được đưa đi cách ly, điều trị, ông Hưng giải thích, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong nhiều thời điểm, khiến các bệnh viện dã chiến có lúc chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, tình trạng này đã được ngành y tế giải quyết. Tôi không khẳng định là không có việc F0 được chuyển cách ly chậm. Trong thời gian đầu, thành phố chỉ có bệnh viện dã chiến Củ Chi và Cần Giờ là phù hợp, đáp ứng nhu cầu điều trị, cách ly. Một số thời điểm, việc mở rộng các bệnh viện, sự chuẩn bị của ngành y tế còn chậm, khiến bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị chậm hơn yêu cầu. Ông Nguyễn Hữu Hưng thông tin, thời điểm hiện tại, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định số giường điều trị, cách ly của thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản đáp ứng được diễn biến dịch bệnh. Thời điểm này, dù người dân dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh cũng được xử lý như đã có kết quả khẳng định, được đưa đến nơi cách ly, điều trị và thực hiện truy vết nhanh nhất có thể. Tính đến 16 giờ chiều nay, số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 15.000. 21 bệnh viện dã chiến trên địa bàn có quy mô 45.000 giường. Thành phố có đủ sức đưa tất cả người dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh đến các bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định. Trưa ngày 13 tháng 6, Bộ Y tế công bố thêm 886 bệnh nhân mắc COVID-19 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 834 người được phát hiện bên trong khu cách ly, vùng phong tỏa, 52 trường hợp đang được điều tra dịch tễ. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 16.027 bệnh nhân mắc COVID-19, cao nhất trong các tỉnh thành. Toàn địa bàn đã áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 9 tháng 7.